Mia đi chợ hoa, đi lựa mua hoa Tết. Lần đầu tiên trong đời Mia đi biết hoa Tết là gì? Trên đường Phổ Quang, đây là nơi mà ngày xưa khi còn mang thai, Mia ba mẹ ở đây. Mia thích không? Cái gì đấy? Cái gì đó giới thiệu? Cái thanh long hả? Hình con rồng. À, đây con rồng nữa. À, có một con rồng ba, rồng mẹ đó. Mia chỉ muốn tìm hoa đào thôi. Ra ngoài này coi này con. Mia học ở trong trường cô giáo dạy hoa đào. Hôm mai nó xem hoa đào đó. Mia đi mua đào. Đào này là đào để trưng, không rất đẹp. Một nhà lấy cây này 300. Mình lấy cây 300 ngàn. Các bạn thấy hoa đào chưa? Thấy hoa đào không?